Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý cụ ông bà cùng toàn thể mọi người đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Lời đầu tiên Xuân Thủy xin kính chúc tất cả mọi người được bình an mạnh khỏe trong ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, hiện tại Xuân Thủy đang đứng ở cuối nhà thờ giáo xứ thất sự nằm khu vực giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Hôm nay Thủy rất vui mừng có mặt ở đây gửi tới cho các bạn những hình ảnh trước những ngày chầu, tuần chầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ thất sự. Thủy xin chia sẻ những hình ảnh ở nơi đây gửi tới cho tất cả quý bà con và mọi người. Bây giờ Thủy sẽ mời các bạn tiến vào bên trong khuôn viên cũng như là mọi công tác chuẩn bị cho tuần chầu lượt của giáo xứ thất sự quý vị nhé. Mình sẽ mời các bạn tiến vào bên trong khuôn viên cũng như trong nhà thờ để cho các bạn chiêm ngưỡng ngôi thánh đường cũng như là không khí ở nơi đây. Hiện tại mình đã thấy là các bác thợ cũng như mọi người đang nô nức làm công tác chuẩn bị cho tuần chầu lượt thay mặt giáo phận. Quý vị thấy cờ, rất nhiều những cột cờ to cao đã sẵn sàng. Hiện tại có hai cột cờ khá là cao quý vị ạ. Cột cờ này chắc rơi vào 6 đến 50 đến 60 mét.
rất là cao luôn. Hiện tại chưa kéo lá cờ to, còn mọi người đang chở ghế cũng như là đang làm phông bạt, trang trí, đèn điện, tất cả mọi cái để cho chuẩn bị vườn trầu được mọi sự tốt đẹp. Mình sẽ gửi các bạn những hình ảnh ở cuối nhà thờ, rồi tí nữa mình sẽ đi khuôn viên của nhà thờ quý vị nhé. Nhà thờ được sơn một màu cam quý vị ạ, cộng thêm những đường chỉ màu đồng rất là đẹp luôn. Các bác đang làm chỗ sân khấu đây. Lễ này là lễ ở ngoài sân khấu này hả bác? Vâng. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi quý vị. Chỉ còn có 2 ngày nữa là khai mạc tuần trầu lượt của giáo xứ Thất Sự. Hiện tại quý vị thấy thánh đường khu vực cuối nhà thờ rất là đẹp. Rất là đẹp luôn quý vị. Nhà thờ mới sơn sửa lại rất là đẹp luôn. Nhà thờ mới tu sửa lại từ 15 tháng 9 năm 2019. Nhà thờ này là tu sửa lại hay là xây dựng mới đấy bác? Trước đầu tiên là xây mới, nhưng vâng, mà đợt này là sửa lại. À, mới sửa lại rồi. Vâng. Rất đẹp. Và cha đấy là cha gì? Cha Tương. Cha Tương. Đây có bức tượng rất là đẹp luôn. Đây là hai bức nha quý vị nhé, hai bức tranh nổi 3D rất là đẹp luôn, sơn màu đồng. Đây không khí các bác đang làm chuẩn bị tết trầu. Mình sẽ bây giờ nó cũng muộn rồi quý vị, mình tranh thủ mình vào bên trong mình quay cho các bạn xem bên trong nhà thờ nhé. Hiện tại khá là tối, chưa có điện này, khá là tối, thấy bên trong rất là đẹp luôn. Bên trong nhà thờ chưa có điện hả bác? Chắc có rồi. Biết bật đâu nhỉ. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn nhá. Nhà thờ bên trong rất là đẹp luôn. Khá là rộng. Có 4 hàng ghế. Rất là đẹp. Gian thánh nhé. Gian thánh rất là đẹp, có tòa vàng rất là đẹp luôn.
rất là đẹp. Bác đang chỉnh âm thanh à? Đây âm thanh của giáo xứ khu vực Ban Ca. Trông rất là đẹp luôn. Nhưng mà đứng cái này lên thì không phải là dưới chân nó rõ đâu. Quý vị đứng ở khu vực cuối nhà thờ bên cánh phải đây, quý vị nhìn thấy nhà thờ rất là đẹp luôn. Các bác đang chuẩn bị phông bạt rồi bác khu vực sân khấu rất là phấn khởi. Quý vị thấy rất nhiều những ngọn cờ được bố trí xung quanh nhà thờ. Hôm nay là ngày thứ năm, mọi công việc cũng đang tiến triển rất là tốt đẹp. Thì Thủy sẽ mời các bạn đi dạo quanh xung quanh ngôi thánh đường để chiêm ngưỡng ngôi thánh đường của giáo xứ Phất Sự quý vị nhé. Sơn một màu cam rất là đẹp luôn quý vị ạ. Nhà thờ mới trùng tu lại vào năm 2019 các bạn nhé, đã hơn một năm trời rồi. Đây mình đang khu vực đầu nhà thờ đấy, đầu nhà thờ đấy. Còn khu vực này là nhà chung và nhà chung của giáo xứ Thất Sự luôn này. Rất là đẹp luôn. Phía đầu thờ có ngọn đài Đức Mẹ ban ơn rất là đẹp. Mình sẽ tiến lại chân đài Đức Mẹ nhé quý vị nhé. Đây là đài Đức Mẹ ban ơn đấy quý vị. Xin Đức Mẹ ban ơn cho giáo xứ Phất Sự tuần này chầu được thay mặt giáo phận. Xin Đức Mẹ ban cho mọi sự đều tốt đẹp và xin Đức Mẹ ban cho tất cả quý vị được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn Thiên Chúa và Mẹ. Amen. Tạ ơn Mẹ 2009 đài sẽ được 26 tháng 11 năm 2009. Mình sẽ đọc cái bia này cho các bạn xem nhé. Tòa Giám mục Thái Bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam Giáo phận Thái Bình sắc lệnh thành lập xứ chiếu theo giáo luật điều 515
triển khai về thành lập giáo xứ. Đây thì đang có mặt từ đầu thờ của giáo xứ Cát Tường quý vị ạ. Khuôn viên khu vực ở đầu nhà thờ giáo xứ Cát Tường rất là rộng. Như ngàn con sông biển đâu. Rất nhiều là cờ đẹp. Hôm nay trời ảnh hưởng thời tiết nên là có mưa nên là thời tiết hơi tối chút xíu. Đây là khu vực nhà chung quý vị nhé. Nói chung của giáo xứ Cát Tường và kia là một cái sân bóng của giáo xứ. Khuôn viên của giáo xứ rất là rộng và đây mình đang có mặt tại khu vực bên đầu nhà thờ và bên cánh trái từ cuối nhà thờ quý vị nhìn lên rất là đẹp luôn. Toàn cảnh ở khu vực đường thờ cũng như là bên hông của bên trái. Mình mời các bạn tham quan ở bên cánh phải của cánh trái, tôi xin lỗi quý vị, cánh trái ở nhà thờ Tất Sự quý vị nhé. Thờ rất là đẹp luôn. Hôm nay là ngày thứ năm, chỉ còn 2 ngày nữa là khai mạc trong cháu lễ của giáo xứ Tất Sự. Mình đang đi đến là khu vực cuối nhà thờ quý vị, mình lại trở lại quảng trường khu vực cuối nhà thờ quý vị nhé. Thì quý vị thấy quảng trường sân ở khu vực cuối nhà thờ rất là rộng. Các bác giờ này cũng là gần 6 giờ rồi mà các bác vẫn chưa nghỉ. Rất là cao và phía đây là đài ông thánh Giuse quý vị. Tình Chúa thương con, ôi tình cao như núi non, tình mênh mang chẳng kể tháng ngày. Đây là đài ông thánh Giuse nằm khu vực cuối nhà thờ nhé.
Thì bên kia cũng có một đài giống như này, nhưng mà đài ông Thánh Đam Minh. Còn đây là đài ông Thánh Du Xe. Thì mình sẽ tiến lên trên đài để cho các bạn chiêm ngưỡng tượng đài ông Thánh Du Xe, rất là đẹp luôn. Hãy đến cùng Du Xe. Và đây trên đài có hai ngôi mộ. Đây có ghi là đài ông Thánh Du Xe, cụ Du Xe Vũ Cao Nguyên. Đây là chắc là tiền nhân gì ạ? Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1817. Tạ thế vào ngày 24 tháng 8 năm 1861, hưởng thọ 24 tuổi. Rất trẻ quý vị. Và bên này cũng có một bia mộ nữa quý vị này. Mình sẽ đọc cho các bạn xem nhé. Đài ông Thánh Du Xe, cụ Du Xe Vũ Cao Mẫn. Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1827. Tạ thế vào ngày 24 tháng 8 năm 1861, hưởng dương 33 tuổi. Rất trẻ quý vị. Mình sẽ mời các bạn đi sang bên đài Đức Mẹ nhé. Đài Đức Mẹ thẳng đây quý vị. Trời giờ cũng khá là tối rồi. Mình tranh thủ mình quay chút xíu nữa. Bây giờ tối các bạn nhìn nó hơi khó nhìn. Đây là đài ông Thánh Đam Minh quý vị. Đài Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh chân lý này xây dựng vào mùng 9 tháng 5 năm 2010. Rất là đẹp luôn. Tượng Thánh Đa Minh rất là đẹp luôn. Vậy là Thủy đã chia sẻ một số hình ảnh của giáo xứ Tất Sự trước ngày tuần đại lễ tuần chầu lượt thay mặt giáo phận Thái Bình. Xin quý vị chủ nhật tới này sẽ trở về giáo xứ Tất Sự mừng tuần chầu lượt thay mặt giáo phận quý vị nhé. Mọi công tác chuẩn bị của bác thợ đang rất là khẩn trương, cũng rất là vui. Các bác đang nôn nức háo hức mọi tinh thần cũng như là công sức để trang trí xung quanh ngôi thánh đường cũng như là bên trong thánh đường để mừng tuần đại lễ tuần chầu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Tất Sự. Thủy cũng rất là vui mừng hạnh phúc đang có mặt đây gửi cho các bạn những hình ảnh của giáo xứ, một nhà thờ rất là đẹp và có số giáo dân là gần 1.000 nhân danh. Thủy chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trên kênh Công Giáo Yêu Thương. Xin kính chúc tất cả các bạn được nhiều hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Không có gì thay đổi thì sẽ trở lại đây ngày khai mạc tuần chầu và thánh lễ chính tiệc của giáo xứ Tất Sự gửi cho các bạn những hình ảnh ngày đại lễ. Thì chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Xin quý vị hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh Công Giáo Yêu Thương. Xin chân thành cảm ơn.
lên Chúa muôn đời cao đầy. Tình Chúa ơi cao như trời vươn lớn ngàn sao, thương con tình thắm máu đào, thương con tình trời thơ.